Vũ trụ cờ vua là một bàn cờ gồm 64 ô vuông đen và trắng. Khi bạn ngồi xuống chơi, chỉ cần đảm bảo vị trí bàn cờ sao cho mỗi người chơi có một ô vuông đen ở góc dưới bên trái của họ. Các cột lên và xuống có các chữ cái từ A đến H và các hàng ngang được đánh số từ 1 đến 8. Điều đó sẽ giúp bạn ghi lại các nước di chuyển dễ dàng hơn. Sau đó bạn có thể nhìn lại xem mình có mắc sai lầm lớn nào hay không. Vậy là có tổng cộng 32 quân cờ, mỗi bên 16. Nếu đang chơi màu trắng thì bạn đi trước. Mấu chốt chính của trò chơi là đẩy vua của đối thủ vào một cái bẫy không thể thoát ra. Đó được gọi là chiếu tướng. Phải, nghe có vẻ đơn giản. Nhưng trước tiên bạn phải gài bẫy được quân vua. Đó là điều mà các thần dân trung thành của ông không muốn bạn làm. Họ sẽ bảo vệ quân vua của mình và săn đuổi quân vua của bạn, đồng thời cố gắng ăn được càng nhiều quân cờ của bạn càng tốt. Ăn nghĩa là quân cờ của đối thủ đáp xuống một trong các ô có quân cờ của bạn. Nếu điều đó xảy ra, quân cờ của bạn bị loại khỏi trò chơi. Kết thúc. Ta-ra! Bye bye! Vậy, hãy ngồi đối diện một người bạn và chuẩn bị tâm lý. Đã đến lúc gặp gỡ đội, bắt đầu với quân tốt. 8 quân tốt ở hàng trước nên có thể bạn sẽ sớm mất một số quân này trong trận đấu. Tất nhiên, không phải tất cả chúng cùng một lúc. Nhưng một người phải bắt đầu hành động và thách thức người chơi kia thực hiện một số bước đi táo bạo. Nhưng đừng cứ thế vứt chúng đi nhé. Chúng có thể thực sự hữu ích trong việc chặn đường và thậm chí có thể bảo vệ vua của bạn đến cuối trận đấu. Ồ, và đừng quá lo lắng khi bạn bắt đầu bị mất các quân. Bạn sẽ ăn được khá nhiều quân cho mình. Đó chính là cách chơi cờ vua mà. Quân tốt là quân duy nhất không thể đi lui. Chúng chỉ có thể tiến một ô về phía trước hoặc hai ô về phía trước nếu đó là nước đi đầu tiên. Tuy nhiên, đừng để chúng đánh lừa bạn. Những anh chàng nhỏ danh ma này có thể ăn cả các quân khó nhất nếu bạn sử dụng chúng một cách thông minh. Khi một quân tốt ăn một quân của người bạn kia, nó thực hiện điều đó với bước di chuyển khéo léo theo đường chéo chứ không chỉ tiến về phía trước. Ngoài ra, nếu quân tốt của bạn sang được phía bên kia, bạn có thể thay đổi nó bằng bất kỳ quân nào bạn muốn. Nhưng làm được điều đó không dễ như vậy đâu. Hai quân xe đứng ở mỗi góc, những anh chàng này khá ngầu và có thể di chuyển nhiều hơn quân tốt. Chúng có thể tiến, lùi và sang ngang, nhưng chỉ khi không có gì cản đường. Xe không thể nhảy, nhưng nếu bạn của bạn để lại một quân chắn đường của họ, bam! Ngày xưa, các anh chàng này trông giống xe ngựa chiến hơn. Bạn có thể hiểu tại sao mà. Ngay bên cạnh xe là mã, hoặc người ta gọi là hiệp sĩ. Chúng di chuyển theo hình chữ L theo bất kỳ hướng nào chúng muốn. Hình chữ nhật có một chiều là 3 ô và chiều còn lại là 2 ô. Chúng là những quân duy nhất có thể nhảy qua các quân khác, của bạn hoặc của đối phương. Chúng không thể đáp xuống một ô vuông nếu bạn đã có một quân ở đó. Nhưng nếu bạn của bạn để lại một quân mà không được bảo vệ, lại bam. Sau mã dũng cảm và ngoan cường, hãy đến với tượng. Chúng đứng hai bên hậu và vua, sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ hậu và vua. Tượng di chuyển theo đường chéo, bất kỳ hướng nào mở. Một quân chỉ di chuyển xung quanh các ô đen, quân còn lại chỉ di chuyển trên ô trắng. Và giờ là phần mà bạn đang mong chờ. Hậu. Hậu trắng bắt đầu trên một hình vuông sáng màu và hậu đen bắt đầu trên một hình vuông tối màu. Đây là quân mạnh nhất trên bàn cờ với sức mạnh tổng hợp của xe và tượng. Nhưng như mọi khi, với sức mạnh to lớn, ai cũng muốn ăn quân cờ của bạn. Hậu nằm ở ngay đầu danh sách được mong muốn nhất của đối thủ của bạn. Nếu người đó ăn được hậu của bạn, thì việc truy đuổi theo vị vua vĩ đại sẽ dễ hơn. Sau đó ván cờ sẽ kết thúc nhanh chóng. Vua chỉ có thể di chuyển một ô một lần giống như tốt, nhưng chúng có thể đi theo bất kỳ đường nào, thậm chí theo đường chéo. Quân vua cũng ăn được các quân khác, nhưng điều này phức tạp hơn nhiều. Bạn nhớ về chiếu tướng mà tôi nói lúc đầu chứ? Khi một trong những quân cờ của đối thủ ở vào vị trí mà họ có thể ăn quân vua, đó được gọi là chiếu. Sau đó bạn chỉ có một vài lựa chọn. Hãy dùng một trong các quân cờ của bạn để ăn quân cờ đang đe dọa vua, di chuyển vua ra khỏi đường nguy hiểm hoặc di chuyển một trong các quân cờ của bạn đến trước mặt vua để bảo vệ quân này. Một khi quân vua bị chiếu và bạn không thể thực hiện bất kỳ lựa chọn nào trong số kể trên thì trận đấu kết thúc, đó là chiếu tướng. Bạn có thể đẩy quân vua của mình ngã nếu muốn tăng thêm phần kịch tính. Một cách để tránh gặp rắc rối sớm trong trò chơi là thực hiện một nước đi gọi là nhập thành. Nếu bạn không có thời gian mở giữa xe và vua, bạn có thể khiến chúng đổi chỗ cho nhau, đại loại vậy. Di chuyển vua của bạn hai ô vuông về phía xe và xe đổi vị trí với vua. Đây là lần duy nhất mà bạn có thể di chuyển hai quân cùng một lúc trong ván cờ. Việc nhập thành có thể xảy ra ở bên trái hoặc bên phải. Bạn chỉ có thể nhập thành nếu chưa di chuyển các quân đó và miễn là bạn chưa bị chiếu từ bất kỳ quân nào của bạn bè mình.
Thế bí là điều hiếm khi xảy ra, nhưng bạn vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Thế bí đơn giản là khi bạn không thể thực hiện bất kỳ nước đi nào với bất kỳ quân cờ nào của mình. Quân vua của bạn không thể di chuyển, nhưng ông ấy an toàn ở vị trí hiện tại và không bị chiếu. Nếu điều đó xảy ra, sẽ không ai thắng và thế thì khá là thất vọng. Hãy dành vài giây và cố hiểu xem cảnh đó sẽ như thế nào. Một tình huống khác khi không có ai thắng là khi ván cờ kết thúc với tỷ số hòa. Điều này thường xảy ra khi bạn và đối thủ chỉ còn lại vua và các bạn đang không ngừng đuổi theo nhau trên bàn cờ. Có vẻ đã đến lúc bắt đầu một ván cờ mới, nhưng này, nếu đã đến được điểm đó thì hẳn là bạn không còn là người mới chơi nữa rồi. Và giờ đến đáp án cho câu hỏi mà mọi người đều đang mong đợi. Rốt cuộc, Gambit hậu là gì mà ai cũng nói về nó thế? Đơn giản là một trong những nước đi mở đầu lâu đời nhất trong lịch sử cờ vua. Nó bao gồm 3 nước đi đơn giản. Vậy quân tốt trắng di chuyển đến D4, tốt đen di chuyển đến D5 và một quân tốt trắng khác di chuyển đến C4. Giờ đây, hậu của bạn dễ bị tấn công hơn và có khả năng bạn sẽ mất quân tốt C4, nhưng trái lại thì sao? Bạn có quyền kiểm soát trung tâm bàn cờ. Nếu bạn là một người chơi năng động, muốn ở thế chủ động thì hãy dùng nước đi này. Bây giờ, hãy dành chút thời gian để thực hành một vài biến thể hậu Gambit để xem bạn có thể thực hiện những nước đi nào nếu chơi quân trắng hoặc đen. Điều hay khi chơi một mình là bạn sẽ luôn thắng, tuyệt vời, nhưng bạn cũng sẽ luôn thua. Một ván cờ hay có 3 giai đoạn chính. Giai đoạn mở đầu. Mỗi người chơi gửi quân do thám của họ lên bàn, cố xây dựng chiến lược và xem họ đang đối đầu với kiểu người chơi nào. Giai đoạn 2 bắt đầu khi người chơi đuổi theo nhau, ăn càng lúc càng nhiều các quân cờ mạnh hơn. Giai đoạn 3 là giai đoạn cuối cùng, giai đoạn nước rút. Trên bàn cờ chỉ còn rất ít quân cờ, thường là ít hơn một nửa, và quân vua bắt đầu di chuyển nhiều hơn. Mục tiêu không chỉ là dồn vua vào thế chiếu tướng, mà bạn còn muốn chiếm được càng nhiều quân cờ của người kia càng tốt, để con đường hạ gục quân vua của đối thủ trở nên rộng mở hơn. Các quân cờ của bạn càng dễ di chuyển thì chúng càng mạnh. Nhưng hãy cẩn thận, những người chơi giỏi thích tạo bẫy để bạn rơi vào đó. Có thể họ sẽ để một quân đơn độc ở chỗ nào đấy. Khi bạn dùng hậu của mình để ăn nó, họ chỉ cười thật lớn và chiếm hậu của bạn. Đó là lý do cờ vua rất phổ biến và khó chơi. Bạn phải lên kế hoạch cho con đường dẫn đến thành công của mình, nhưng cũng cố phỏng đoán chiến lược của người kia. Quả là một buổi rèn luyện trí não, và bạn đã sẵn sàng để mời một người bạn chơi một ván và cho cậu ấy thấy những gì bạn đã học được chưa? Tuyệt lắm!